nhiên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ uẩn nơi tâm. Dạ con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền tam quy ngũ giới và chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Con cũng kính cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng con lễ tạc bái tam bảo và tọa trì quý giới. Phước mà chúng con đã trong sạch làm đây, con kính dân đến Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức. Con cũng chia phước báo này đến đạo tràng Phật hội, mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài và quý vị trong đạo tràng tất cả đều được an vui tiến hóa và sớm đạt được thành tựu đạo quả niết bàn. Dạ bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con kính dâng mic trở lại cho ngài Thị Đức. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Thầm Mài Dạ, Nam mô Sằng Khai Dạ. Trước tiên kính lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng trong những nước Nam mà chúng tôi không được rõ. Kính chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Kính chào Chư Thiện Nam, Thiện Nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 39. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Bụt thù ma hệ sì ả răng tất thà gà bồ lô cô ta mô sắp bà gà rù hí chệt thác bồ lô ca sát sát thà chánh á đầm mắc phù quý đồ hoành đà mắc hành tầng đá ra phù. Chánh này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trái trăng, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng. Tứ đế ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin lãnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bá đi bồ ya ta sa sa thu nô lô ca nó man tha sa quy na ca rô bồ sắp bành nhu bố thóc bá ti phù ti sanh nhá tô hoành đà ma hành tầng đã ra phù. Cái này chắc cần pháp bảo quy nhân vàng, Như Lai phơi sáng vẹt màn vô minh, phá tan lầm lạc chúng sinh, đầy dụng Phật tổ quân minh rõ ràng. Con xin lãnh lễ pháp quang, đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thù số gá tá xa xa quốc cô xích thà số cà mồ quá ra thầm mắt xích khắc cô niền đà bất sân xà đi á nà đá rù quá rù hoành đà má hành tầng đá ra phù. Cha này giác cần tăng bảo sinh văn Phật Đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thì áp phàm nhân ai bị. Con xin đại lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất thành ác tế giới tê kê nó sẽ khà mê ê tú quá ta nàng ta xà bí à nú phà quê nó xa hát xà dê nó sẽ chạch tú. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Phần tán dương ơn đức tam bảo đã xong, bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn số 39. Anavasutacittassa, Anavasutacittassa, Anavasutacittassa. Câu số 2. Anavasutacittassa Anan wa hát tắc chê ta sô. Anan wa hát tắc chê ta sô. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Anawasuta chitta sa anan wa hát tắc chê ta sô. Anawasuta chitta sa anan wa hát tắc chê ta sô. Anavasutacittassa Anavasutacittassa. Rồi câu 3 câu 4. Punyababahinassa, Punyababahinassa,
Punya ba 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 hi na sa. Và câu cuối cùng, na thi cha ga ra tô pha dần, na thi cha ga ra tô pha dần, na thi cha ga ra tô pha dần. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4 ha. Punya ba 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 hi na sa na thi cha ga ra tô pha dần. Punya ba 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 hi na sa na thi cha ga ra tô pha dần. Punya ba 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 hi na sa na thi cha ga ra tô pha dần. Bây giờ chúng ta ôn lại nguyên bài. Anawa sutta citta sa nan wa ta che ta so punya ba 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 hi na sa na ti ca ga ra to pha yang. Anawa sutta citta sa nan wa ta che ta so punya ba 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 hi na sa na ti ca ga ra to pha yang. Anawa sutta citta sa nan wa ha ta che ta so punya ba 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 hi na sa na thi cha ga ra to pha yang. Chúng ta còn một cách đọc nữa, và cách đọc này thì tương đối khỏe hơn, không phải đọc hết một hơi mà chúng ta dừng lại cuối câu số 2. Anawa sutta citta ta sa nan wa ha ta che ta so punya ba 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 hi na sa na thi cha ga ra to pha yang. Đọc từ này khỏe hơn ha. Anawa sutta citta sa nan wa ha ta che ta so Punya ba 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 hi na sa na thi cha ga ra to pha yang. Thêm lần nữa. Anawa sutta citta sa nan wa ha ta che ta so Punya ba 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 hi na sa na thi cha ga ra to pha yang. Như vậy thì cái giọng kinh trường âm đoạn âm chúng ta có hai cách đọc ha. Rồi quý vị thấy thích hợp cách đọc nào thì theo hai phương pháp đó. Rồi bây giờ qua giọng kệ 8 từ thì chúng ta chia làm hai, và quý vị cũng cố gắng ha, hai câu nương nhau, đừng đọc từng câu một. Nếu quý vị đọc từng câu một nghe nó buồn lắm, nó không có hòa quyện câu, nó nâng đỡ cho nhau. Chúng ta xin đọc trước. Anawa sutta citta sa nan wa ha ta che ta so punya ba 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 hi na sa nan thi cha ga ra to pha yang. Anawa sutta citta sa nan wa ha ta che ta so punya ba 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 hi na sa nan thi cha ga ra to pha yang. Anawa sutta citta sa nan wa ha ta che ta so punya ba 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 hi na sa nan thi cha ga ra to pha yang. Tâm không được nhiễm, tâm không bị sân hận, đoạn tuyệt mọi thiện ác, kẻ tính không sợ hãi. Rồi bây giờ mời Siết Mê Ta trước. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Trước hết, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức, quý bà quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con cũng xin trả bài câu pháp cú 39 ạ. Anavatsutacittassa ananvahatacetaso bunyababahinassanatthicharato phá văn. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Á ná là hai đoạn âm, quát trường âm nhấn, xú tá là hai đoạn âm, chích tát là hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, á đoạn âm, nanh trường nhấn, qua trường âm thông thường, há tá hai đoạn âm, chê trường âm thông thường, tá đoạn âm, xô trường âm thông thường. Anavatsutacittassa ananvahatacetaso. Và con phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Bun, trường âm nhấn. Nhá, đoạn âm. Ba, trường âm thông thường. Bá, bá là hai đoạn âm. Hi, trường âm thông thường. Nát, trường âm nhấn. Xá, đoạn âm. Nát, trường âm nhấn. Thí, đoạn âm. Cha, trường âm thông thường. Gá, rá, hai đoạn âm, tô, trường âm thông thường, phá, đoạn âm, văn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bùn nha bà ba ba thì nát sa nát thi cha ga ra tô phá văn. Con đọc lại hết bài. Anavatsuta chit tat sa anan wa ha ta che ta so. Bùn nha bà ba ba hì nát sa nát thi cha ga ra tô pha dằn. Anavat su ta chích tát sa anan wa ha ta chê ta sô. Bùn nha bà ba ba hì nát sa nát thi cha ga ra tô pha dằn. Tâm không bị dục nhiễm, tâm không bị sân hận, đoạn tuyệt mọi thiện ác, kẻ tỉnh không sợ hãi. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Anavatsu tacittassa ananva tacetaso punya baba bahi nat sa nat thi cha ga ra to pha dằn. Và con đã đọc xong, kệ xong, có chỗ nào sai sót thì xin ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Và con nhường mic cho cô Kim. Con xin chào sư Trí Đức, các sư, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Hôm nay con trả bài kinh pháp cú số 39. Số 39 này với số 38 là cùng một tích sự ha sư ha. Bữa nay sư vô sớm, sư nói tích sự cho tụi con nghe ha. Cảm ơn sư chết đi nha. Cảm ơn quý vị Hồng Thị Kim Dung, Thiện Vũ, Hồng Mai, Văn, Nhật Hà, Medco Mister Hà 40, The Man 45 đã cho tín hiệu nghe rõ. Cảm ơn quý vị nha. Bây giờ đọc trả bài hả? Ai, chà làm biến quá. Trả bài cho đã. Sư nghe con, sư không cho bông qua gì hết. Sư núp lùm, sư đi uống cà phê, đi ăn trái cây. Con cúng dường cái sư đấy sư. Sư nghe con trả bài nghe sư. Sư cho con bông qua nghe sư. Bây giờ bắt đầu trả bài nha. Kinh Pháp Cú 39. Anavatsutacittassa ananvahatacetaso
phùng nha bà ba ba hi na sa na ti cha ga ra to pha yang ana wat su ta chit ta sa nan wa ha ta che ta so phùng nha bà ba ba hi na sa na ti cha ga ra to pha yang ana wat su ta chit ta sa nan wa ha ta che ta so phùng nha bà ba ba hi na sa na ti cha ga ra to pha yang. Phân tích câu số 1 và câu số 2. Á ná hai đoạn âm, waps trường âm nhắn, sú tá hai đoạn âm, chích tás hai trường âm nhắn, xá đoạn âm. Câu số 2 phân tích á đoạn âm, nanh trường âm nhắn, qua trường âm thông thường, há tá hai đoạn âm, chê trường âm thông thường, tá đoạn âm, xô trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Ana vap su ta chit ta sa nan wa ha ta che ta so phùng nha bà ba ba hi na sa na ki cha ga ra to pha yang. Phân tích câu số 3. Phùng trường âm nhắn nhá đoạn âm, ba trường âm thông thường, bá bá hai đoạn âm, hi trường âm thông thường, nas trường âm nhắn, xá đoạn âm. Câu cúng cùi hay câu cuối cùng, nát trường âm nhắn, thí đoạn âm, cha trường âm thông thường, gá rá hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, thá đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Cái ca kệ này quê lắm mà cũng phải làm thôi, lịch cái sư đặt ra trốn không nổi. Phùng nhá bà ba ba hi na sa na ki cha ga ra to pha yang ana wap su ta chit ta sa nan wa ha ta che ta so phùng nhá bà ba ba hi na sa na ki cha ga ra to pha yang ana wap su ta chit ta sa nan wa ha ta che ta so phùng nha bà pa pa hi na sa na ti cha ga ra to pa yang. Còn đọc muốn đọc thêm nữa không quý vị? Hơi đầy đủ ha, hơi đọc lại lần chậm chậm đi. Ana wap su ta chit ta sa nan wa ha ta che ta so phùng nha bà pa pa hi na sa na ti cha ga ra to pa yang. Bây giờ kệ, kệ, kệ. À na wa su ta chit ta sa a nan wa ha ta che ta so phùng nha ba ba pa hi na sa na ti cha ga ra to pa yang a na wa su ta chit ta sa a nan wa ha ta che ta so phùng nha ba ba pa hi na sa na ti cha ga ra to pa yang. Tâm không bị dục nhiễm, tâm không bị sân hận, đoạn tuyệt mọi thiện ác, kẻ tỉnh không sợ hãi. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Coi coi coi. Trời ơi. Coi. Thấy sư cho bông qua gì hết. Sư núp lùm hả sư núp lùm có không có sai gì phải không sư? Sư không cho con bông qua gì. Một là sư không có khỏe, đi kiếm nước uống, con cúng dường sư một đống đồ ăn với nước uống thôi sư. Hai là sư bận rộn chuyện gì đó sư hả? Không sao, chuyện nhỏ. Trời ơi, cảm ơn Hồng Thị Kim Dung nè, Cồng Mai nè, cô Bích Trà nè. Trời ơi, vỗ tay vỗ chân quá trời luôn vậy. Cảm ơn quý vị nha. Sa thú. Mời Hồng Thị Kim Dung kế tiếp ha. Hồi nãy không có coi với mắt lo viết bài á, quên nữa, nhiều qua giờ vỗ tay nữa, vỗ tay vỗ chân nó mới vui đó, mới nghe ồn ào mới vui đó, yên lặng quá vô ngủ thiền hết trơn luôn vậy đó. Thôi trả máy, mời Hồng Thị Kim Dung, hai người nào nha, không biết nha, sorry không có coi. Rồi trả máy lên nha. Dịch lạc Nam Bút Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Thăng Sang Kha Giá. Dạ con kính đảnh lễ.
Ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Tuệ ngôn số 39 ạ. Anawa suta chi tan wa hata che ta so bu pa pa hi na sana thi cha gara to pha yang anawa suta chi ta sa anan wa hata che ta so bunya pa 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 hi na sana thi cha gara to pha yang. Tâm không bị dục nhiễm, tâm không bị sân hận, đoạn tuyệt mọi thiện ác. Kể lại bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Xin tích. Ná, ná là hai đoạn âm. Was là trường âm nhấn. Sú là hai đoạn âm. Chít. Ta trường âm xá là đoạn âm. Á là đoạn âm. Nan là trường âm nhấn. Qua là trường âm thông thường, há tá là hai đoạn âm, chê là trường âm thông thường, tá thông thường. Anawa suta sa anan wa hata chê. Bun là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, pa là trường âm thông thường, pa pa là hai đoạn âm, là trường âm thông thường, nas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm. Nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, gá rá là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, phá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A pa pi na sa na thi cha gá ra tô pha giang. Na chi ta sa na bu na pa pa hi sa thi cha pha giang. Na na wa ta sa a na e so bun nya pa 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 hi na na si a ga ra a to a a na wa sun ta sa na an wa che ta so ba pi na sa cha ga ra to. Tâm không bị sân hận, đoạn tuyệt mọi thiện ác, kẻ tình không sợ hãi của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ, con có sai, con kính thỉnh sư và đại. Dạ, con xin xuống mic, xin mời Thiện Vũ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc cô pháp cú số 39. Anawatsutachit tassa anan wa hata che taso pun nya pa 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 hi nat sa nat thi cha garato pha yang. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Á ná hai đoạn âm, wat trường âm nhấn, sú tá hai đoạn âm, chít tát hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, á đoạn âm, nanh trường âm nhấn, qua trường âm thông thường, há tá hai đoạn âm, chê trường âm thông thường, tá đoạn âm, xô trường âm thông thường. Anawat suta chít tát sa a nan qua ha ta chê ta so. Con xin phân tích câu 3. Cùng phun trường âm nhấn, nhá đoạn âm, pha trường âm thông thường, phá phá hai đoạn âm, hi trường âm thông thường, nát trường âm nhấn, xá đoạn âm, nát trường âm nhấn,
thí đoàn âm, cha trường âm thông thường, gá rá hai đoàn âm, tô trường âm thông thường, phá đoàn âm, giăng trường âm đọc theo dọc nguyên âm, phun nhá pa 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 hi nát sa nát thi cha gá rá tô pha giăng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 39. Anawat suta chit tat anan wa hata che ta so phun nhá pa 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 hi nát sa nát thi cha gá rá tô pha giăng. Anawat suta chit tat sa anan wa hata ta chê ta sô phun nha pa 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 hi na sa na thi cha ga ra tô pha yang. Tâm không bị dục nhiễm, tâm không bị sân hận, đoạn tuyệt mọi thiện ác, kẻ tỉnh không sợ hãi. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sàng Cài, dạ, nên lễ Ngài Trí Đức, Trí Công Đức Tăng. Con kính chào các cô tu nữ và đạo tràng. Dạ, con không có bài nên con lấy cái bài trên online nên con đọc không biết có sai không, xin đạo tràng chỉnh sửa. Anawasuta ta sa anan wa hata che ta so pung nyat pa tat hình na sa nat thi cha ga ra to pha yang. Anak wasuta chit ta sa anan wa hata che ta so pung nyat pa tat ta hi na sa nat thi cha ga ra to pha yang. Yeah. Oh, cảm ơn Kim Nhung. Dạ, con xin phân tích. Á đoạn âm, ná đoạn âm, quá trường âm nhấn, xú đoạn âm, xú tá hai đoạn âm, chích trường âm nhấn, tá chích tá hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, á đoạn âm, nan trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, há tá hai đoạn âm, chê trường âm thông thường, tá đoạn âm so trường âm thông thường. Anawasutachittasa ana anan wa hata che ta so punnappa pappa hi nasanatthi cha gavato phayang. Bun trường âm nhấn, ná đoạn âm, pa trường âm thông thường. Nhá, nhá trường âm thông thường, nhá ba, nhá ba hai trường âm thông thường, bá bá hai đoạn âm, hi trường âm thông thường, nás đoạn nás trường âm nhấn, xá đoạn âm, nát trường âm nhấn, thí đoạn âm, cha trường âm thông thường, gá gá hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, phá đoạn âm, giăng trường âm đọc từ giọng nguyên âm, pun nhát bà pa pa hi na sa na thi cha ga ra to pha dần. Dạ, con xin đọc lại. Anak wasuta chitta sa anan wa hata che ta so pun nhát bà pa pa hi na sa na thi cha ga ra tổ pha dần. Tâm không bị dục nhiễm, tâm không bị sân hận, đoạn tuyệt mọi thiện ác, kẻ tỉnh không sợ hãi, bản dịch là tỉnh thức mẹ chồng con xin kể. Anawasu ta chitta sa ananga ha ta chitta su Kunya pa 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 hi na sa na thi cha ga ra to pha yang. Dạ, con có sai, xin ngài và đại tràng chỉnh sửa. Dạ, con xin trao mic và chỉnh kết thúc.
Con kính minh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính minh lễ Sư Trí Đức, kính lễ quý chư tăng và cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Cảm ơn Giang Nhật Hà đã post bài. Cảm ơn các bạn đã cho tín hiệu âm thanh rõ. Câu pháp cú số 39. Anavasutachittassa anangwa hatache taso punyapa pakahinas sanapticha gagato phayang. Anavasutachittassa anangwa ahatache taso punyapa pakahinas sanapticha gagato phayang. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Anavasutachittassa anangwa hatache taso. Á, ná, hai đoạn âm. Was, trường âm nhấn. Su, tá, hai đoạn âm. Chittas, hai trường âm nhấn. Xá, đoạn âm. Á, đoạn âm. Nam, trường âm nhấn. Qua, trường âm thông thường. Há, tá, hai đoạn âm. Chê, trường âm thông thường. Tá, đoạn âm. So, trường âm thông thường. Anavasutachittassa anangwa hatache taso. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Punyapa papahi nasanati jagato phayang. Pun là trường âm nhấn. Nhá, đoạn âm. Pa, trường âm thông thường. Pa, pa, hai đoạn âm. Hi, trường âm thông thường. Nas, trường âm nhấn. Xá, đoạn âm. Nát, trường âm nhấn. Thí, đoạn âm. Cha, trường âm thông thường. Gá, rá, hai đoạn âm. Tô, trường âm thông thường. Phá, đoạn âm. Văn, trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Vùm nhá bà 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 hì ná sa ná thi chà gà gà tô phá văn. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cú số 39. Anavasutachit tassa anangwa hatache tasso punyapa papahi nasana thicha gagato phayang. Anavasutachit tassa anangwa hatache tasso punyapa papahi nasana thicha gagato phayang. Tâm không bị dục nhiễm, tâm không bị sân hận, đoạn tuyệt mọi thiện ác, kệ tỉnh không sợ hãi. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và dạ, con đọc kệ. Anavasutachittassa anangwa hatachetaso punyapappahinassa natthijagaratofayam. Anavasutachittassa anangwa hatachetaso punyapappahinassa natthijagaratofayam. Dạ, con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai nhờ sư Thích Đức chỉnh sửa giùm con. Một lần nữa cảm ơn Giang Nhật Hà đã post bài, cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ, con xin xuống mic. Xin mời Tina. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Chính Đức, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, quý sư, và con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 39. Anavasutachittassa anangwa hatache taso punyapappa hinassa natthi jagarato phayang. Anavasutachittassa anangwa hatache taso punyapappa hinassa natthi jagarato phayang. Con xin phân tích câu 1 và 2. Anavasutachittassa anangwa hatache taso. Á, ná, hai đoạn âm. Vas, trường âm. Was, trường âm nhấn. Su, tá, hai đoạn âm. Chit, tas, hai trường âm nhấn. Xá, đoạn âm. Á, đoạn âm. Nam, trường âm nhấn. Qua, trường âm thông thường. Há, tá, hai đoạn âm.
chê, trường âm thông thường, tá đoạn âm su trường âm thông thường, anawasutachitassa ananvahata chetasu câu 3 và 4. Punya pa 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 hi nasa nathi cha ga ra tu pha yang pun trường âm nhấn nhã đọc âm pa trường âm thông thường pa pa hai đoạn âm hi trường âm thông thường nas trường âm nhấn xá đoạn âm nát trường âm nhấn thí đoạn âm cha trường âm thông thường gá rá hai đoạn âm tu trường âm thông thường phá đoạn âm dâm trường âm đọc theo giọng nguyên âm punya pa 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 hi nasa nathi cha gara tu pha yang anavan sun ta chin ta sa anan wa hata che ta su punya pa 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 hi nasa nathi cha gara tu pha yang tâm không bị dục nhiễm, tâm không bị sân hận, đoạn tuyệt mọi thiện ác, kẻ tỉnh không sợ hãi của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Anna-wan-sun-ta-chi-tan-sa Anan-wa-ta-chi-ta-su Punya-pa-pa-pa-hi-nan-sa Nan-thi-cha-ga-ra-tu-pa-yam Anna wan sun ta chin tan sa Anna wa ha ta chê ta su Punya pa 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 hi nan sa Na thi cha ga la tu pha yan. Dạ, con đã đọc xong, có sai con kính xin ngài và quý đạo tràng sửa dùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Dạ, cảm ơn Thiền Vũ, cảm ơn Hồng Mai cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con thành kính lãnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, cảm ơn Kim Dung, cảm ơn Vinh Giác, Nhật Hải, cảm ơn Thina. Con thành kính lãnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng hồ Minh Tấn hôm nay, phải Minh Tấn không nghĩ Minh Tấn, sau nay có thêm con số 79 nữa, phải Minh Tấn không vậy? Dạ, Nhật Quỳnh kính lễ với bà với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu. Ồ phải hả, hôm nay có thêm 379 nữa vậy hả? À, cảm ơn nha. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, có vị nào cầm bích không nhiều cái gì? Dạ, chào Nhật Quỳnh, nghe đạo tràng em ru đặt đặt chạy lợi nên không biết có giật mít của vị nào không ạ? Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, Nhật Quỳnh có giật mít của ai không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu, chưa có cầm bích hả? Giang Nhật Hà kể chưa? Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Giang Nhật Hà, dạ, còn vị nào chưa trả bài? Xin mời bàn tay nha. Dạ, Nhật Quỳnh nãy giờ không có trước máy nên không có biết vị nào trả bài rồi, chưa trả bài. Nên vị nào chưa trả bài xin mời bàn tay. Dạ, trong khi... Rồi, vậy mời Giang Nhật Hà trả bài đi. Dạ, mời Giang Nhật Hà trả bài đi. Cho Nhật Quỳnh lấy lại bình tĩnh nè.
Như Quỳnh mới chạy lên máy cho Giang Nhật Hà quan quan hệ nha. Giang Nhật Hà chuẩn bị tinh thần nha, coi chừng có ngày Nhật Quỳnh kêu lên một nơi không phải là nơi này đang ngang ngay Quỳnh Giang Nhật Hà. Mời Quỳnh Giang Nhật Hà nha. Gì sao cầm mic không được? Và Quỳnh Nhật Hà chạy ra đi, chạy vào cái cầm mic được không nha. Hôm nay mình thót nó có nhiều điều hơi lạ lạ quý vị. Dạ, có nhiều vị giảng sư luôn mà cũng không cầm mic được. Dạ, trong khi chờ đợi bàn tay, dạ con xin phép được trả bài trước á. Chắc là sai là cái chắc luôn nha. Quỳnh Nhật Hà có nghe được Nhật Quỳnh không? Dạ cảm ơn Hồng Mai, cảm ơn chị Meta. Dạ cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Quỳnh Giang Nhật Hà. Thôi Nhật Quỳnh lỡ rồi cho Nhật Quỳnh đã phải trước Giang Nhật Hà nha. Để chạy ra chạy vào một hồi là bị ăn cháo lương. Anawasutachita sa anangwa hatache taso Bùn nha bà ba hì na sa na thi trà gà rát tờ khoa dân. Anawasutachita sa anan và hát ta chê ta sờ. Bùn nha bà ba hì na sa na thi trà gà rát tờ khoa dân. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Là kính lễ cô tu nữ phúc hạnh vừa vào đạo tràng. Ana hai đoạn âm, quát trường âm nhấn, sú tá hai đoạn âm, chít tát hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, á đoạn âm, nành trường âm nhấn, qua trường âm thông thường, hát tá hai đoạn âm, chê trường âm thông thường, tá đoạn âm, sô trường âm thông thường. Và con xin phép được phát bài cho cô phục hành thấy ạ. Anawasutachita sa anan wa hatache sato. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Buôn trường âm nhấn, nhá đoạn âm, ba trường âm thông thường, bá hai đoạn âm, hi trường âm thông thường, nát trường âm nhấn, xá đoạn âm, nát trường âm nhấn, thí đoạn âm, cha trường âm thông thường, gá rá hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, phá đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ồ, cô Phúc Hạnh nghe, Hà không nghe. Con xin đọc lại câu 3 cho câu 4. Phùn nha bà ba hì nà sa na thi trà gá rá tờ khoa văn. Anawasutachita sa anan wa hata che ta sơ bùn nha bà ba hì na sa na ti cha ga ra tơ phá văn. Tâm không bị dục nhiễm, tâm không bị sân hận, đoạn tuyệt mọi thiện ác. Đoạn tuyệt mọi thiện ác, trẻ tỉnh không sợ hãi. Và đây là bản kiển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và con đọc và phân tích, nếu có sai con cũng thỉnh Ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con sửa. Dạ con xin được kệ. Anasuvasu ta chitta sa ananvaha ta che ta so bunya baba
bà hi na sa na thi cha ra na thi cha ga ra to pha văn anat wa su ta chê ta sa anan wa ha ta chê ta su bun nha ba ba bà hi na sa na thi cha ga ra to pha văn. Dạ con đọc con phân tích có sai con cung thỉnh ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con, và con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức nhục bình kính cảm ơn đạo tràng. Và mời huynh Giang Nhật Hà nha. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ không biết nãy giờ sao con bấm mic nó không có được rồi, con phải mới restart cái phone lại nữa. Dạ con xin phép đọc câu pháp cú số 39 ngày hôm nay ạ. Anavasuta cittassa anan wa hata cetaso bunnya ba babahi natsanatthi ca gatrato phayang. Anavasuta cittassa tassa anan wa hata cetaso bunnya ba babahi nasanat thi cha garato phayang. Con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. A na là hai đoạn âm, was là trường âm nhấn, su ta là hai đoạn âm, chit tas là hai trường âm nhấn, sa là đoạn âm, a là đoạn âm, nan là trường âm nhấn, wa là trường âm thông thường, ha tá là hai đoạn âm, chê là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, so là trường âm thông thường. Anavasutacittassa anan wa hatacetaso. Câu số 3 và câu số 4. Bunnya ba babahi nasanatthi ca garato phayang. Bun là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, bá, bá là hai đoạn âm, hi là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, gá, rá là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, phá là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bunnya ba babahi natsanatthi ca garato phayang. Dạ con xin đọc lại ạ. Anavasuta cittassa anan wa hata cetaso bunnya ba babahi natsanatthi ca garato phayang. Tâm không bị dục nhiễm, tâm không bị sân hận, đoạn tuyệt mọi thiện ác, kẻ tỉnh không sợ hãi, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Anavasutacittassa anan wa hata cetaso bunnya pa ba pa hi na sa natthi jaga rato phayam. Anavasuta cittassa anan vahata cetaso bunnya baba bahinasa natthi jaga rato phayam. Dạ con đã đọc và kể xong, con cảm ơn cô Nhục Hình đã post bài, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con xin đảnh lễ sư Tời Đức ạ. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Cha sa thủ kính cảm huynh. Cảm ơn huynh Nhật Giang Nhật Hà. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ con thấy ngài chưa có xuất hiện, có nghĩa là còn giờ. Dạ con cung thỉnh đại đức, đại đức nhà sư mới vừa vào đạo tràng, sư có thấy bài không mạch sư?
Dạ, nếu sư con xin sám hối ạ. Nếu sư thấy, dạ, con cùng thỉnh sư có thể lên ôn bài ạ. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con thành kính đảnh lễ Tòa Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc kinh Pháp Cú. Câu số 39 ạ. Anawa sutachitassa ananwa hatache tasso punyapa papahi nassa natticha garato vayang. Tâm không bị dục nhiễm, tâm không bị sân hận đoạn tuyệt, mọi thiện ác kẻ tỉnh không sợ hãi, là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kệ ạ. Anawa sutacitassa ananwa hatacetaso punyapa papahinasa natticha garato phayang. Anawa sutacitassa ananwa hatacetaso punyapa papahinasa natticha garato phayang. Anawa sutacitassa ananwa hatacetaso punyapa papahinasa natticha garato phayang. Dạ, con đã đọc và kệ xong ạ. Con xin xuống mic ạ. Xin mời người tiếp theo ạ. Dạ, sa thủ lành thai, dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân đại đức Trị Đức ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, dạ con thấy Ngài cũng chưa có xuất hiện. Dạ con cung thỉnh đại đức Pháp Trang, cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, đại đức Pháp Trang có trước máy không bạch sư, cô tu nữ Phúc Hạnh có trước máy không? Nhưng Quỳnh thấy cô hình như cái máy hơi có vấn đề một chút thì phải. Dạ cô ơi, có muốn lên thử mít không cô? Dạ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ không biết đại đức Pháp Trang có trước máy không, cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ con không thấy tín hiệu đại đức Pháp Trang, cũng không thấy tín hiệu cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ xà thủ, dạ kính cảm ơn cô. Dạ mời cô ạ. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ sư phụ Pháp Trang, con thành kính đảnh lễ sư Tự Đức, kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Hôm nay con đọc và phân tích câu pháp cú số 39. Anavasutachitassa ananva hatachetaso bunyababa hinasanat thichagarato vayan. Anavasutachitassa ananva hatachetaso. Á ná là hai đoạn âm, vát là trường âm nhấn, xú tá là hai đoạn âm, chít là trường âm nhấn, tát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm. Á
là đoạn âm, nan là trường âm nhấn, va là trường âm thông thường, há tá là hai đoạn âm, chê là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, xô là trường âm thông thường. Anasutachitassa anan và hata che tasso. Câu 3 và câu 4. Bunya bab hinasanat thi cha gat rato phá dân. Bun là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, bá là hai đoạn âm, hi là trường âm thông thường, nát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, gá rá là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, phá là đoạn âm, dân là trường âm đọc theo dạng nguyên âm. Bun nhá ba hi nát sa nát thí nát thí cha gát tù phá dân. Anavasu ta chít tát sa anan và ha ta chê ta sô. Bun nhá ba hi nát sa nát thí cha gát tù phá dân. Tâm không bị dục nhiễm, tâm không bị sân hận, đoạn tuyệt mọi thiện ác, kể tính không sợ hãi. Đó là bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ con xin kệ. Anavasu ta chita sa ananvaha ta cheta so bunya baha bahina sa na thichara ra tô pha dần. Dạ con đã đọc và kệ phân tích xong, dạ con xin xuống mic, con có sai chỗ nào xin bà đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin mời vị tiếp theo. Dạ con kính đảnh lễ ban ngôi tam ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ ngài Tri Đức Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức, con kính lễ quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ cho con được đọc câu pháp cú số 39. Anavasu tachittassa anan va hatachetaso buồn nhà bà ba ba hì nát xá nát thí chà gá ra tổ phá dành á ná vát số tá chít tát xá á nàn và há tá chề tá sồ buồn nhà bà ba ba hì nát xá nát thí chà gá ra tổ phá dành. Con xin phân tích. Á, ná là hai đoạn âm, vát trường âm nhấn, số tá hai đoạn âm, chít tát hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, á đoạn âm, nan trường âm nhấn, trường âm thường, há hai đoạn thường tá âm sô trường âm buồn nhé
âm, ba thầm thường, hai đoạn âm thật trường âm một. Hết nghe rồi hả? Ủa sao kỳ vậy? Dạ, cho con đọc lại một lần nữa. Sao kỳ vậy? Con cũng biết nữa. Dạ cô cho con nhập mình cho con đọc lại bài trôi hết rồi. Dạ con xin phân tích tiếp theo. Câu cuối. Nát trường âm nhấn, thí đoạn âm, cha trường âm thông thường, gá rá hai đoạn âm, tô trường âm thông thường. Dạ con xin phân tích lại. Á ná hai, á ná hai đoạn âm, vát trường âm nhấn, xú á hai đoạn âm, chít trường âm nhấn, tát trường âm nhấn, xá đoạn âm, á trường âm nhấn, á đoạn âm, nan trường âm nhấn, va trường âm thông thường, há tá hai đoạn âm, chê trường âm thông thường, tá đoạn âm, xô trường âm thông thường, bun trường âm nhấn, nhá đoạn âm, ba trường âm thông thường, bá bá hai đoạn âm, hy trường âm thông thường, nát trường âm nhấn, xá đoạn âm, nát trường âm nhấn, thí đoạn âm, cha trường âm thông thường, gá rá hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, phá đoạn âm, danh trường âm đọc theo giọng ngân âm, á ná vát su tát chít tát xá na na ta xin nhi biết chưa nghe nó con tiệp con xin Xa thử, kính cảm ơn sư Trần Phụng rất là nhiều. Rất là cố gắng, nhưng mà đừng nghe Trần Phụng nghe không có được, Trần Phụng ơi. Nghe lúc được, lúc không, lúc được, lúc không. Trần Phụng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn Thiện Phụ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Trần Phụng nghe phải không? Bây giờ Trần Phụng có thể ra đi rồi, trở vào coi còn giờ không thì đọc lại nha. Do lúc thấy phân tích đúng rồi đó, nhưng mà khi mà ôn lại thì không có nghe. Không có nghe được. Dạ, kính lại cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, cô tu nữ Tệ Duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cô tu nữ Tệ Duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu. Dạ, có lẽ là còn giờ ngài chưa có xuất hiện nên mời cô có thể trả bài. Dạ, kính mời cô. Dạ, sa thú sẽ được phần. Ở đường truyền của tự nhiên hôm qua nay cũng như vậy đó.
lúc nghe được, lúc nghe không được. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức. Kính lễ quý tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, thì em xin phân tích Kinh Pháp Cú số 39. Anavasutachitta sa anan qua hatache taso bunyapa papa hina sanna ticha garato phayang. Ana hai đoạn âm, quát trường âm nhấn, su tá hai đoạn âm, chít trường âm nhấn, tát trường âm nhấn, xá đoạn âm, á đoạn âm, nam trường âm nhấn, qua trường âm thông thường, há tá hai đoạn âm, chê trường âm thông thường, tá đoạn âm, sô trường âm thông thường, đoạn 3 và 4. Bun trường âm nhấn, nhá đoạn âm, nhá đoạn âm là trường âm nhấn gì ta? Đạo tràng có nhớ chữ nhá trường âm nhấn hay trường hay là đoạn âm, tại vì quên rồi. Bun trường âm nhấn, nhá, đạo tràng cho thị viên biết là ba trường âm thông thường, bá bá hai đoạn âm. Dạ, đoạn âm luôn hả Nhật Quỳnh? Dạ, cảm ơn Giang Nhật Hà. Vậy là nhá đoạn âm, ba trường âm thông thường, bá bá hai đoạn âm, hi trường âm thông thường, nát trường âm nhấn, xá đoạn âm, đoạn 4, nát trường âm nhấn, thí đoạn âm, cha trường âm thông thường, ra hai đoạn trường âm thường, phá đoạn âm, văn trường âm giọng nguyên âm. Anavasutachittasaananvahatachetaso punyapapapahinasanathicha garato phayang anavasutachittasaananvahatachetaso punyapa bunyapa bunyapa papahina tanatica garato phayang anat ana ana wasutacita san anan wa hatacit an anan wa hatacita so punyapa papahina tanatica garato 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 pha dằng. Đoạn này đoạn âm nhiều quá cho nên tự nhiên nó yếu thế về đoạn âm lắm. Thôi bây giờ tự nhiên xin kể. Na wat su ta chi ta cha anan qua ta chi ta so buồn nhà pa pa na buồn nhà pa 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 hi na cha na mi cha ga ra tu pha yang anavat suta citta sa anan qua ta chế ta so buồn nhà pa pa ba hi na sa na ti cha ga ra tu pha yang
tâm không bị đục nhị, à, tâm không bị dục nhiễm, tâm không bị sân hận, đoạn tuyệt mọi thiện ác, kẻ tỉnh không sợ hãi. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, tự nhiên đã phân tích. Dạ, nhờ Nhật Quỳnh và Giang Nhật Hạ. Dạ, bây giờ tự nhiên kính mời vị kế tiếp. Mới vô mà đường nét đó, hôm qua nay nó cũng bị phân tâm dữ lắm luôn. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Dạ, bây giờ tự nhiên xin xuống mít ạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn cô tu nữ Tề Duyên. Dạ, mới vào mà Nhật Quỳnh đã níu y rồi, nên đọc nghi cũng là hay rồi. Dạ, bây giờ cũng chưa thấy ngài xuất hiện. Chiếc lá mùa xuân ơi, dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Chiếc lá mùa xuân có trả bài không, còn thời gian nè. Nếu không mà ngài xuất hiện rồi là không được trả bài nha. Không trả bài là mất quyền lợi rồi, mời chiếc lá mùa xuân. Dạ, con xin đảnh lễ sư trí đức, con xin kính chào quý sư và quý cô tu nữ, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn câu kinh Pháp Cú số 39. Anavasutacittassa anang va hatacce tasso punyabba papahinasanat thị trà garato phai dần. Anavasutacittassa anan va hatacce tasso. Á là đoạn âm, á ná là hai đoạn âm, was là trường âm nhấn, su tá là hai đoạn âm, chít là trường âm nhấn, tas trường âm nhấn, xá á là hai đoạn âm, nan là trường âm nhấn và trường âm thông thường, há tá hai đoạn âm, chê trường âm thông thường, tá đoạn âm, sô trường âm thông thường. Anavasutacittassa anan va hatacce tasso punyabba pahina sanati jagarato phayang. Pun là trường âm nhấn, na nhá là đoạn âm, pa trường âm thông thường, bá bá là hai đoạn âm, hi trường âm thông thường, nas trường âm nhấn, xá đoạn âm, nát trường âm nhấn, thí đoạn âm, cha trường âm thông thường, gá rá hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, phá đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bùn nhắp bà 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 hì ná sa nát thi chà gá rá tô phá dần. A na vá su ta chi ta sa a nành hòa ha ta chê ta sô. Bùn nhắp bà 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 hì ná sa nát thi chà gá rá tô phá dần. Anavasutacittassa anan va hatacce tasso punyappa pahinassanatthi jagarato phayang. Tâm không bị dục nhiễm, tâm không bị sân hận, đoạn tuyệt mọi thiện ác, kẻ tỉnh không sợ hãi, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn chiếc lá mùa xuân. Nam mô Bụt Tha. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Ngục Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, bạch ngài, con thấy không còn một bàn tay nào nữa, cũng không còn ai mới vào để con kêu cứu, con cung thỉnh ngài trở lại đạo tràng ạ. À. Dạ, cảm ơn chị Meta cho Ngục Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ con cung thỉnh ngài trí đức ạ. À. Dạ, cảm ơn Kim Nhung.
Dạ bạch ngài, cho con một tín hiệu bạch ngài, con kính dâng mic đến ngài ạ. Dạ cảm ơn Thiện Vũ. Dạ dạ con kính dâng mic đến ngài. Nam mô Bụt Thà. Dạ xem chút nữa con đến thở rồi bạch ngài. Alo, 1, 2, 3, quý vị nghe rõ ha? Rồi, xin hạ thủ. Bây giờ chúng ta đi vào trong tử vấn ha. Rồi, nghe duyên sự câu Phật ngôn này. Câu đầu tiên Anavasutachitasa Anavas. Ồ, sao chữ kỳ vậy? Đúng rồi. Anavasutachitasa là nó đi liền một nhóm từ. Bây giờ chúng ta phải chia sẻ ra để hiểu cái từ này ý nghĩa là sao. Quý vị nghe hú không? Alo, âm thanh nghe hú không? Nghe rõ ha? Rồi, có hú hả? Rồi, chờ chút. Cái này hiệu quy đăng mà. À, chắc được rồi ha. Chữ đầu tiên Anavasutachitasa. Ở đây chúng ta thấy rằng nó có ba từ. Cái từ đầu tiên nó là chữ anh. Anh là một cái đầu ngữ. À, nó giống như chữ na, nó giống như chữ á. Chữ anh nó có ý nghĩa giống như chữ na, giống như chữ á, có nghĩa là không. Rồi cái từ chính ở đây Avasuta. Avasuta đây là một cái dạng quá khứ phân từ. À, do cái tiếp đầu ngữ Ava. Và chính ở đây là chữ Suta. Suta có nghĩa là trôi chảy. Anavasuta có nghĩa là đã tràn đầy. Đã tràn đầy. Mà tràn đầy ở đây có nghĩa là tràn đầy về tham dục. Rồi chữ Chittasa. Chittasa là do cái chữ Chitta. Chitta nó là một danh từ trung tính. Akranta-napum-sakalinga. Chitta có nghĩa là tâm. Nhưng mà Chitta đây được chia theo sở hữu cách số ít. Chathi-vipati-ekavacana. Cho nên chữ Chitta nó biến thành Chittasa. Vậy thì cái cụm từ này Anavasutachitasa có nghĩa là của người nào có tâm không bị tham dục. Của người nào có tâm không bị nhiễm tham dục. Đó là ý nghĩa của từ đầu tiên ha. Bây giờ qua câu số 2. Anan wa ha tat che taso. Anan wa ha tat che taso. Anan wa ha tat che taso. Cũng là một nhóm từ. Bây giờ chúng ta cắt ra. Anh là một nè. Đó là một tiếp đầu ngữ là có nghĩa là không ha. Rồi tiếp theo là anh qua hát ta. Anh qua hát ta. Chị anh qua hát ta đây là một cái dạng quá khứ phân từ, có nghĩa là bị đánh đập, bị tấn công. Anh qua ta. Anh qua hát ta. Rồi chỉ chê tá xô do cái từ chê tá. Do từ chê tô. Mà chê tô nó là một danh từ trung tính.
ô căn đa na na bùng sắc cả linh giá à chê tô cũng có ý nghĩa giống như chữ chích ta vậy, có nghĩa là tâm. Mà chữ chê tô ở đây nó được chia theo sở hữu các số ít sát thí quy pháp thí ê có quá trình hạn, cho nên chê tô nó biến thành chê tạ sô. Vậy thì anan qua hát thất chê tạ sô, anan qua hát thất chê tạ sô có nghĩa là của cái việc mà ý không có bị kích động, của cái việc ý không bị kích động bởi sự sân hận. À, quý vị thấy một cụm từ ha, nó đi chung với nhau. Rồi, xong chưa? Câu số 3. Alo, xin Nhật Bình. Anh là hòa hát tất chê ta sô. Anh là không. Anh qua hà ta là bị đánh đập, bị tấn công. Chê tô là tâm. Rồi, của cái việc mà ý không bị kích động bởi sân hận á. Rồi, bây giờ câu số 3. Câu số 3. Punyapa papahi nasa. Punyapa papahi nasa. Ở đây có 3 từ nó đi chung với nhau. Chữ punya, punya nó là một danh từ trung tính. Akalantana pum sakalinga, punya là việc phước thiện. Rồi từ thứ hai, ba ba nó là một cái danh từ trung tính. Akalantana pum sakalinga, ba ba là điều ác. À, điều ác. Rồi cái từ thứ ba là bahina, đây là một cái dạng quá khứ phân từ. À, đã được lìa bỏ. Và chữ bahina được chia theo sở hữu các số ít chát thí vì phan thí ê cao quá trình á, cho nên bahina biến thành bahinasa. Bahinasa. À, vậy thì cái câu punyapa papahinasa, punyapa papahinasa là của cái việc đã lìa bỏ thiện và ác, của cái việc đã lìa bỏ cái việc thiện và ác. Câu số 3. Rồi, bây giờ câu cuối cùng. Câu cuối cùng. Chạy đâu rồi? Là câu cuối cùng. Nát thi cha gá ra thù phá dần. Nát thi cha gá ra thù phá dần. Ở đây chữ ná cộng với áp thi và biến thành nát thi. À, ná có nghĩa là không, áp thi là có. Vậy thì na thí là không có. Rồi, cha gá ra tô, cha gá ra tô. Chữ cha gá ra tô, ở đây nó là một cái dạng hiện tại phân từ do cái từ cha gá rồi cộng với atta và biến thành jagarato. Nó được chia theo sở hữu các số ít chathi quy pháp thi ê có quá trình á. Cho nên jagarato có nghĩa là của người đang tỉnh thức, của người đang tỉnh thức. Và cái từ cuối cùng phá dần do cái từ phá gia là một danh từ trung tính. Á cờ lăng ta nó phùng xa cờ linh ga,
và phá giá được chia theo đối cách số ít đối tỷ giá vì phá thiết nghe có quá trình á, cho nên phá giá biến thành phá dần. Phá dần là sự sợ hãi. Rồi câu Phật ngôn 39 cho chúng ta ý nghĩa: không có sự sợ hãi ở người đang tỉnh thức, có tâm không bị nhiễm tham dục, cơ ý không bị kích động bởi sân hận, đã lìa bỏ thiện và ác. À, xin lỗi ha. Không có sự sợ hãi ở người đang tỉnh thức, có tâm không bị nhiễm tham dục, cơ ý không bị kích động bởi sân hận, đã lìa bỏ thiện và ác. Và ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: tâm không ái dục đầy tràn, tâm không sân hận chẳng màng, chẳng mang lửa phiền, vượt lên thiện ác đôi miền, bậc luôn tỉnh thức à chẳng hiềm sợ chi. Tâm không ái dục đầy tràn, tâm không sân hận chẳng màng, chẳng mang lửa phiền, vượt lên thiện ác đôi miền, bậc luôn tỉnh giác chẳng hiềm sợ chi. Rồi ngài Hòa Thượng Minh Châu: tâm không đầy tràn dục, tâm không hận công phá, đoạn tuyệt mọi thiện ác, kẻ tỉnh không sợ hãi. Tâm không bị dục nhiễm ha. À, tâm không bị dục nhiễm, tâm không bị sân hận, đoạn tuyệt mọi thiện ác, kẻ tỉnh không sợ hãi. Rồi trong cái phần tiểu vựng, quý vị thấy có chỗ nào rắc rối không? Alo, 1, 2, 3. Rồi như vậy thì bây giờ chúng ta qua cái phần duyên sự ha. Câu Phật ngôn 38 và 39, hai câu Phật ngôn này có một duyên sự nghe cũng hơi đặc biệt. Bây giờ chúng ta ôn lại để nghe cái duyên sự. Câu Phật ngôn trước nói lên cái gì? Người chưa có định tâm, hiểu chánh pháp sai lầm, tín đức chẳng kiên cố, chẳng đắc tuệ cao thầm. Đó là ý nghĩa câu 38. Và hôm nay, người hết tâm tham ái, không còn ý não hại, phước tội đều dứt trừ, giác định không sợ hãi. Với hai câu Phật ngôn này, nội dung ám chỉ về một cái vị đại đức tên là Cittahattha. Quý vị viết chữ Cittahattha như thế nào đây để nhớ? Chitta là tâm, hattha là cái cánh tay, mà cái tâm cánh tay là sao? Cittahattha. Rồi chính xác, chính xác, Cittahattha. Rồi, chính xác, chính xác. Sư Thông Mai, Sư Nhật Quỳnh ở tại chùa Kỳ Viên, Đức Phật đã đề cập đến cái vị tỳ khưu tên là Cittahattha. Còn ngài Liễu Tông á, quý vị đọc á, cái tên là Cittananda chứ không phải Chitta nha. Cittananda, bởi vì chỉ Chitta cộng với Ananda thì phải đọc là Cittananda. Cho nên mà đọc Cittananda là coi gì không có chuẩn nha, phải đọc là Cittananda. Nhưng mà coi như cái này nhiều khi nó không có dấu á. Cittananda tức là Ananda, là tên giống như ngài Ananda đấy. Ananda là hoan hỷ, khánh hỷ, vui vẻ. Còn Chitta là cái tâm, Chitta Nanda có nghĩa là tâm hỷ,
cái tâm quan hỷ. Nhưng mà chắc quý vị bị ngài la hoài chắc cũng không quan hỷ nữa ha. Không vậy là đúng hay tốt chứ có gì đâu, tại mình thôi. Như cái hỏi hỏi ngoài lề giờ cái bị la đó, ai sẽ Kim Dung hôm qua nghe nói từ hỏi cũng sợ bị gầy nữa, khổ thiệt. Rồi bây giờ tại sao cái chitta hatha, chitta là tâm mà hatha là cánh tay, và cái cánh tay thì quý vị biết cái sự co duỗi co duỗi của cánh tay, thì ở đây gọi là cái tâm giống như cánh tay co duỗi. Cho nên cái tên của vị là chitta hatha. Mà tại sao vậy? Có một vị công tử rất là một cái người mà đi một đồng á, một cái người mà ở trong một cái trang trại, đi vào trong rừng để tìm một con bò. Con bò này nó đi lạc, đi vô trong rừng. Rồi cái người một đồng này theo dấu chân của con bò đi mãi cho đến cuối giờ ngọ thì mới tìm gặp được con bò. Rồi khi mà đuổi cho nó nhập vào trong bầy xong á, thì cái anh chàng này thấy vừa đói vừa khát, đi ngang qua cái cổng chùa Kỳ Viên mới nghĩ là thôi đói quá khát quá vô đây xin cơm nước, thì thế nào Chư Tăng cũng cho. Bởi vì thời kỳ mà Đức Phật còn tại thế có vô số thức ăn phụ, rồi những cái vật thực phát sanh đến Chư Tăng, rồi còn những cái dư đó gọi là tàn thực, những cái vật thực còn dư đó gọi là tàn thực. Thì cái người này vô xin cơm nước rồi ăn cho nó no. Rồi khi mà đã khát, rửa tay súc miệng rồi, thì anh chàng này mới đảnh lễ Chư Tăng và hỏi thế này: bạch các ngài, hôm nay chắc là có thí chủ thỉnh các ngài đến nhà thọ thực, cho nên vật thực mới ê hề thế này. Không đâu, này ông Thiện Nam, Chư Tăng đi khất thực hàng ngày đều luôn luôn có được vật thực như thế này. Ồ, các anh chàng này mới nghĩ mình thức khuya dậy sớm làm việc không có rời tay mà cũng chưa có được một cơm ngon canh ngọt như thế này. Nghe nói Chư Tăng nói ngày nào cũng ăn vật thực như thế này thì thiệt là sướng quá đi. Thôi mình đi tu chứ ở nhà làm gì cực khổ quá đi. Là thế là anh chàng xin với Chư Tăng cho mình được xuất gia nhập đạo, bởi vì ở đời đi chăn bò cực quá đi. Rồi Chư Tăng cũng hoan hỷ, sa thú lành thái, và anh ta được xuất gia. Rồi khi mà thọ cùng túc giới rồi thì cái vị tỳ khưu này làm mọi cái công việc lớn nhỏ ở trong chùa, rồi nhờ có vật thực đầy đủ cho nên mấy ngày sau thì anh này coi như thọ hưởng ngũ dục đó mà thân thể đầy đà phì mỹ. Rồi khi mà đã ăn no, ăn uống no say coi như là đầy đủ như vậy, thì anh này mới có một cái suy nghĩ. Cái vị tăng sư này thà là một người cư sĩ còn hơn là sống mà đi trì bình khất thực. Và thế là vị này quan tục trở về nhà, ở nhà làm công việc được vài hôm thì coi như ốm ho gầy mòn. Vì anh chàng này mới nghĩ rằng ô, đi làm một ông sư sướng hơn là mình ở nhà làm những công việc cực khổ như thế này. Và thế là anh chàng này lại đến chùa xin xuất gia. Xuất gia được vài hôm thì lại bất mãn quan thúc. Nhưng mà trong lúc ở tại gia thì anh công tử này vẫn lui tới nơi chùa làm phụ các công việc với Chư Tăng. Rồi mấy bữa sau
Anh ta lại bất mãn nghĩ thầm, ta nên xuất gia chứ ở nhà làm cái gì. Thế là anh ta đã đến đánh lễ Chư Tăng và xin xuất gia lại. Khi đó Chư Tăng mới nghĩ, cái công mà ông ta đã hộ độ, đã phục vụ cho Chư Tăng, cho nên cũng chiều lòng cho xuất gia trở lại. Thế là anh này tu đi tu lại, tu tới tu lui, tu xuôi tu ngược như vậy cả 6 lần luôn. Rồi khi mà thấy anh này xuất gia thì vị nào cũng cũng chặt ghẹo nói, ồ một bây giờ khắc phục được rồi, sao mà xuất gia hành đạo đó hành đạo như vậy, hoặc là tu được mấy ngày nữa rồi hoàn tục. Vì cái anh này tu mà hoàn tục rồi, cái là tu rồi hoàn tục, cho nên mới đặt tên anh ta là Chittahattha, có nghĩa là cái cánh tay nó co duỗi như thế nào thì anh này anh cũng tu hoàn tục xuất gia nhiều lần, cũng giống như vậy. Nhưng mà đối với cái vấn đề thế tục thì chàng này cũng có gia đình, có vợ ở nhà. Rồi đến cái kỳ mà muốn xuất gia lần thứ 7 á, thì cô vợ này đã có thai. Anh ta từ ở trong rừng xách đồ về, mệt mỏi bỏ xuống và nói là thôi khổ cực quá, đi tu tiếp. Khi mà đi vô trong phòng của người vợ, nhằm lúc cô vợ này có mang nằm ngủ mê, cô ta để y áo tục và y nội ra, thân thể rã rồ mà không có hay biết, mũi thì ngáy khò khò, miệng thì há toang hoác, ngó giống như là một cái thây ma chết sình vậy. Ồ, cái anh này mới nghĩ rằng đây là vô thường này, đây là khổ đau này. Mình đã mấy lần xuất gia mà hoàn tục cũng tẩy cái bà này nè, mà không tu được lâu bền được. Nghĩ như vậy, người ta mới lấy cái y á, nhét vô trong trong bụng, cột lại rồi chạy ra khỏi nhà. Khi đó bà mẹ về đứng ở bên nhà kế cận á, thấy anh ta đi vào nhà rồi chạy ra, thì mới nghĩ, ồ cái thằng này nó từ trong rừng núi nó đi làm về mà bây giờ nó lấy đồ nó cột ngang bụng nó, hình như là cái y phải. Rồi nó chạy đi về ở phía chùa, chắc thằng này nó đi tu nữa. Rồi bà ta mới đi vào nhà, thấy đứa con gái của mình nằm hở hang như vậy thì biết ngay, ô cái thằng này nó nhìn thấy tướng con này nằm ngủ cái kiểu này nó chán cho nên bỏ đi là phải rồi. Bà ta mới đánh thức đứa con gái vậy, dậy đi, dậy đi, chồng mày thấy cái tướng mày nằm ngủ như thế này thì nó chán, nó bỏ đi tu rồi, từ nay chắc nó không có thuộc quyền sở hữu của mày nữa đâu. Người vợ mới nói, má anh ta đi nhiều lần rồi cũng trở về, đừng có lo, chừng vài bữa nữa rồi cái đi trở về chứ có gì đâu mà sợ. Nhưng mà Chittahattha trên con đường đi đến chùa, cái chân thì bước đi mà miệng cứ lẩm nhẩm vô thường khổ não, vô thường khổ não. Tức là thấy cái trạng thái của người vợ, cho nên mới nói lên sự thay đổi, nói lên sự khổ đau. Rồi cái niệm tưởng như vậy mà chứng đắc được đạo quả Tu Đà Hoàn trong lúc mà đang đi trên đường. Rồi đến chùa đến lễ Chư Tăng xin xuất gia, rồi Chư Tăng mới từ chối, không muốn cho xuất gia, bởi vì ông có đủ tư cách đi làm quỷ sứ đâu, cái đầu ông cứng như đá mà, ông tu vào bữa hoàn tục, tu vào bữa hoàn tục thôi, nghỉ đi, không cho tu nữa. Nhưng mà Chittahattha mới năn nỉ, bạch các ngài, xin các ngài quan hỷ từ bi giúp con một lần này nữa mà thôi. Nghe một cái sự
năn nỉ mà coi như quyết tâm như vậy thì các vị tỳ khưu chư tăng mới chịu cho xuất gia. Và tỳ khưu Chittahattha không bao lâu chứng đắc thánh quả A La Hán cùng với tuổi phân thích. Nhưng mà chư tăng phàm thì không biết việc này, mới thắc mắc hỏi: này đạo hữu, sắp kỳ này tu lâu quá mà đạo hữu chưa có về nhà. Thì khi đó cái vị thánh tăng này mới trả lời: dạ thưa các ngài, hễ mà còn luyến ái trong tâm thì còn trở về nhà, ai mà dứt được tâm luyến ái thì không còn muốn trở về nhà nữa. Ô chư tăng nghe như vậy mới nói rằng cái vị này khoe pháp bậc cao nhân, cho nên dẫn đến coi như trình lên Đức Phật. Và Đức Thế Tôn, vị tỳ khưu này đã nói với chư tăng như thế, có nghĩa là hễ mà còn luyến ái trong tâm thì còn về nhà, mà ai dứt được tâm luyến ái thì không muốn về nhà nữa. Nói như vậy tức là nói tráo trở, giả dối, phạm vào đại trọng ngữ. Nhưng mà Đức Phật ngài xác nhận: này các tỳ kheo, vị tỳ khưu này nói đúng sự thật. Con trai của Như Lai trong lúc tâm còn bất định, không thông hiểu chánh pháp thì còn đi đi về về, nhưng bây giờ thì đã dứt cả cái việc thiện và việc ác rồi. Và thế là Đức Phật thuyết lên một lần hai câu Phật ngôn. Bây giờ chúng ta ôn lại câu Phật ngôn 39 ha, câu cuối nè. Anavasutacittassa ananva hatacetaso punya pa papahi nasanathi jagarato phayam. Tâm không bị dục nhiễm, tâm không bị sân hận, đoạn tuyệt mọi thiện ác, kẻ tỉnh không sợ hãi. Và khi mình nghe dứt hai câu Phật ngôn này thì đại chúng hưởng được rất nhiều lợi ích và có một số chứng đắc thánh quả. Rồi không phải công việc dừng lại đó, một hôm các vị tỳ khưu ngồi tại chánh pháp đường mới thắc mắc: này chư huynh đệ, những cái phiền não này quả thật là đáng sợ. Một người có đầy đủ căn lành để chứng đắc thánh quả A La Hán mà còn bị nó lung lạc, tu rồi hoàn đục, tu rồi hoàn đục đến nỗi cả 7 lần như vậy. Khi đó thì Đức Phật ngài nghe được pháp thoại mới đi đến cái giảng đường để giải nghi cho chư tăng. Cho nên ngài mới phán hỏi: này các tỳ kheo, hôm nay các ông hội thảo nói về chuyện gì? Bạch ngài, sự việc xảy ra đến với vị thánh tăng Chittahattha là như vậy. Khi nghe như vậy thì Đức Phật mới xác nhận rằng: này các tỳ kheo, không những phiền não đáng sợ là như vậy mà nó còn phát sinh lên rồi thì ai cũng bị nó chi phối tất cả. Khắp cái cõi sa bà này, từ chư thiên phạm thiên đến những chúng sanh ti tiện, không một ai thoát khỏi cái quyền lực của nó. Cả những người đầy đủ trí tuệ như Như Lai tuổi trước cũng bị bao gồm trong cái vòng vây của nó, đừng nói chi là ai khác. Quả thật ta đã từng vì nửa cái gáo hụt giống và một cái cuốc mà đã hoàn tục xuất gia đến cả 7 lần như vậy. Khi nghe như vậy chị Tăng mới thắc mắc: bạch ngài, như thế nào vậy? Này các vị tỳ kheo, hãy nghe nè. Thưa vâng bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật mới nói lên tiền tích rằng trong thời quá khứ, vua của Brahmadatta đóng đô tại thành Varanasi thì có một thanh niên tên là Kudala Pandita. Cái vị này đã xuất gia làm một vị đạo sĩ, tu 8 tháng ở miền tuyết lãnh
Nhưng mà đến mùa mưa thì thấy đất ướt, Cút Đa Rã mới nghĩ rằng ở nhà còn nửa gá hột giống bí ngô, với cứ vô cùng ta đừng có để cho mất cái hột giống đó. Rồi ta mới hoàn tục trở về nhà, lấy cái cuốc xới một cửa đất, xới dọn xong đem một giống bí ngô theo, rồi cắm rào xung quanh đi gìn giữ. Đến mùa mà trái bí nó già, hái ăn xong còn tiếc nuối để dành lại một gáo hột giống để làm giống nữa. Hết mùa mưa thì Cút Đà là hiền chỉ là tự nghĩ rằng bây giờ ta ở nhà làm gì, thôi đi xuất gia tu 8 tháng nữa đi. Và thế là đạo sĩ Cút Đà là lìa nhà vào tu ở trong rừng tuyết sơn. Rồi đến mùa mưa năm sau lại về. Cứ như thế tất cả 6 lần. Và cũng về nhà 6 lần, cũng vì cái nửa hột, nửa cái gáo hột giống và cái cây cuốc cuồng. Nhưng mà đến lần thứ 7 thì vị đạo sĩ bên này mới nghĩ rằng ta đã 6 lần hoàn tục, 6 lần xuất gia cũng tại cây cuốc cuồng này, cũng vì ba cái hột giống đó, vậy cứ giữ nó hoài ta tu sao đỡ, thôi ta hãy liền bỏ nó đi cho rồi. Và xách cái cuốc tới bờ sông, rồi với cái bịch hột giống, đạo sĩ Cút Đà là mới nghĩ rằng nếu mà ta thấy biết cái chỗ nó rớt xuống thì sẽ mình còn lượm lấy, chi bằng mình luyện nó, nhưng mà đừng dòm nó để coi nó rơi xuống ở chỗ nào, thì như vậy chắc ăn hơn. Và nghĩ rồi, lấy cái gói hột giống cột vào trong cái cuốc, rồi cầm cái đầu cán cuốc đứng trên bờ sông, nhắm hai con mắt lại, quay cái cuốc ở trên trên không, quay mòn mòn như vậy, rồi liễn mạnh nó ra giữa dòng sông. Trong khi luyện như vậy thì mắt nhắm, cho nên khi mà cái mở mắt ra thì không nhìn thấy dấu vết của cuốc nó rơi xuống ở chàng chỗ nào. Đạo sĩ Cút Đà là mừng quá, reo lên 3 lần, ta đã chiến thắng, ta đã chiến thắng, ta đã chiến thắng. Trong khi la lên như vậy sung sướng với chính bản thân của mình, thì đức vua Varanasi đã đi dẹp loạn ở biên cương, ban sư khả hoàng ngự đến bờ sông. Đức vua khoác lên long thể chiếc y quý giá, là ngự xuống dòng sông để tắm, thì nghe tiếng la của Cút Đà là đạo sĩ, ta là chiến thắng, ta là chiến thắng. Nhưng mà thường thường những vị vua thì nghe cái chữ đã thắng, thắng như vậy là coi như là kỵ rơ lắm, chỉ có mình thắng thôi, nhưng mà người khác cũng thắng nữa, không được, không được. Cho nên đức vua mới đến gần đạo sĩ Cút Đà La mới hỏi: trẫm đi giặc loạn, đắc thắng khải hoàn về đây, nhưng mà nhà ngươi lại hô lên 3 lần ta đã thắng, chẳng hay thắng cái gì vậy? Trong đại vương tuy chiến thắng kẻ loạn ở bên ngoài, bây giờ mặc dù nó là chịu thua, nhưng mà cũng có ngày nó giấy binh, nó thắng ngược lại đại vương. Còn tôi đã chiến thắng kẻ giặc loạn ở bên trong là cái tâm tham ái, không còn sợ nó thắng ngược lại. Cái sự toàn thắng vĩnh viễn như thế mới thật là vẻ vang chứ. Rồi vị đạo sĩ này nhìn xuống dưới dòng sông, lấy cái đề mục nước để mà niệm, rồi đắc thần thông bay lên ngồi kiết già giữa hư không. Ồ, đức vua nghe được cái lời khuyên nhủ của vị này và thấy được cái thần thông của vị này, cho nên hoan hỷ quá, quỳ xuống xin vị đạo sĩ đó mình được làm đệ tử. Rồi đức vua đã xuất gia cùng với tướng sĩ, thành ra một đoàn đạo sĩ trong một cái đạo tràng rộng cả một gió tuần.
Khi nghe tin Đức Vua Paranasi đã xuất gia, thì Đức Vua láng giềng cử đại binh sang đánh chiếm nước này. Nhưng mà khi tiến binh vào giữa thành thì không hề gặp quân phòng thủ kháng cự. Đức Vua Xâm Lăng mới nghĩ thầm: một kinh đô như vậy mà Đức Vua Paranasi cũng bỏ đi xuất gia, thì cái việc xuất gia này không phải là cái việc thấp hèn, vậy thì ta cũng nên xuất gia cho rồi. Nghĩ như vậy thì Đức Vua mới ngự giá thân chinh đến tận đạo tràng, xin các vị đại nhân cho mình được xuất gia, và đã được xuất gia với đoàn quân hộ giá. Lần lượt có tất cả là 7 quốc vương cũng đều xuất gia như trên. Thành ra một cái đạo tràng chiếm trọn cả một cái vùng đất 7 do tuần. 7 nhà vua đã phế bỏ cơ đồ, sự nghiệp, xuất gia, chỉ đem theo những cái người tâm phúc của mình mà thôi. Đạo sĩ Cút Đa La sống ở Phạm Hạnh cho đến khi lâm chung sanh về Phạm Thiên Giới. Và khi kết thúc câu chuyện thì Đức Phật Ngài mới giải thích rằng: này các vị khêu, ta là một hiền trí Cút Đa La thuở xưa, và những phiền não quả thật là đáng sợ là như vậy đó. Trong Duyên Sự Câu Phật Ngôn số 38-39 cho chúng ta thấy rằng: cuối cùng hụt giống tiết mạch chi, tạo nghiệp dây dưa chẳng định kỳ. Đất thịt 6 lần còn nghĩ đến, gần thiên 7 lượt mãi ra đi. Thái sân tội lớn nên kinh cụ, tính tấn sắc căn sâu khá chủ trì. Quyết thắng được mình là đại thắng, phục tâm hiền sĩ cùng tướng đi. Alo. Rồi, qua câu chuyện này, qua câu Phật Ngôn 38-39, thời gian còn lại quý vị suy nghĩ. Bây giờ trước tiên á, cái vị tỳ kheo Cittahattha trong quá khứ có tên là tức là gặp được Đức Phật ha. Đức Phật trong quá khứ là bổn sanh của Ngài, tức là Cút Đà La. Vậy thì chữ Cút Đà La quý vị viết như sao đây, để thấy rằng Đức Phật nói rằng chính bản thân của Ngài cũng là 7 lần Cút Đà La. Rồi rồi, đúng rồi đúng rồi, chữ Cút Đà La tức là trong Duyên Sự này chính Đức Phật trong quá khứ là vị đạo sĩ Cút Đà La, cũng vì một cái hột giống nè, cái bịch giống nè, rồi một cây cuốc cuồng nè, đã 7 lần 7 lần vương vấn. Người ta thích cái này thích cái kia, người ta còn bị ràng buộc, nhưng mà đây hột giống bí ngô ha, với lại cây cuốc cuồng như vậy mà coi như là tu cũng không yên. Huống gì Cittahattha anh này có gia đình, có vợ con, rồi khi nhìn thấy bà vợ nằm ngủ trong cái trạng thái giống như một cái thây ma nổ sình đây nè, rồi chán ngang anh ta đi tù, mà nhờ quán về vấn đề mà thay đổi, quán về cái thân mà coi như giống như người chết sinh vậy, rồi chán rồi mới đi tu được. Mà chính cái lần đi tu đó thì đã chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn, nhờ quán về vô thường, quán về khổ não. Rồi còn cái vị đạo sĩ Cút Đà La gì đâu rồi, Cút Đà La, vị đạo sĩ này vì hột giống, vì cái cuối cùng mà tiếc không thể tu tới 6 lần, và bây giờ muốn chắc ăn hơn ra bờ sông, nhắm mắt lại cột cái
cái hồn giống đi cây cúc đó, rồi nhắm mắt lại quay quay vòng 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 cái thấy cây cúc rớt xuống dưới cái dòng sông làm cái chấm. À, mình đâu có nhìn xuống đâu, đâu có thấy chỗ nào để mà lội xuống mò để mà lấy cái cúc lên. À, khi mà giục xuống dưới rơi cái chủng rồi thì đó mới mở mắt ra sung sướng quá, ta đã thắng rồi, ta đã thắng rồi. Và tức là thắng được cái giặc lòng của mình, tức là mình không có nhìn thấy nó rớt xuống chỗ nào để rồi ồ tiếc cái cuốc mình đi mò mình lấy lên. À, 6 lần trước mình đã biết cái vị trí, vậy này mới mới mò tới đó, tìm tới đó để lấy cái cuốc lên với hột giống. Còn bây giờ làm cái chấm, rồi hay thấy được chỗ nào, không biết nó rớt chỗ nào. À, tức là chiến thắng được giặc lòng. Chiến thắng giặc lòng mới quan nghĩ, ta thắng rồi, ta thắng rồi. Ai ngờ ông bùa đi ngang qua, thắng cái gì? Đồ khùng, có một mình nó mà lá. À, thì chàng đi ra mới nói thắng cái giặc lòng chứ không phải là cái dân thắng những người kia. Ông đi đánh thắng người ta rồi một ngày nào đó người ta cũng thắng lại, thì có qua có lại vậy thì coi như đâu có chiến thắng vẻ vang. Chiến thắng vẻ vang tức là chiến thắng được giặc lòng nè. Rồi ông này nghe khói quá ha. Rồi vị đạo sĩ Cút Đà là lấy cái đề mục nước để mình niệm, nhìn những dòng sông lấy đề mục nước mình niệm và chứng đắc thần thông. À, do cái tâm tịnh tĩnh, do sự quan hỷ là không có gì mà vướng mắc gì hết. À, thì vậy này chứng đắc thần thông với tuệ phân tích. À, và dùng thần thông đó bay lên lơ lửng giữa hư không mới làm cho đức vua càng khâm phục. À, và để chinh phục được đức vua. Rồi không riêng gì đức vua đó, là những cái vị vua lân bang tới 7 cái nước khác ha, muốn đánh chiếm cái vương quốc Varanasi. Nhưng mà khi đến đó thì thấy ủa, ông vua đã từ bỏ vương quốc đi tu mà bây giờ cũng giống như nước bọt ông nhổ ra, bây giờ mình lại liếm lại hay sao. Rồi thế là 7 đức vua khác cũng quy tụ về thành ra một cái đạo tràng, một cái hội chúng đông vui mà không biết có hào hùng biết. Rồi bây giờ nhường lại quý vị ha. Rồi quý vị có ý kiến thế nào? Alo, xin mời. Nam mô Bụt Thầy, dạ, dạ sa thú, sa thú là.